Chúa không truyền cho ai ăn ở đất đức, lời Chúa trong sách Thánh Ca: nếu con muốn thì hãy giữ các điều răn, mà trung tín là điều đẹp ý người. Trước mặt con, người đã đặt lửa và nước, con muốn gì hãy đưa tay ra mà lấy. Trước mặt con, người là cửa sinh cửa tử, ai thích gì sẽ được cái đó. Vì trí khôn ngoan của Đức Chúa thật lớn lao, người mạnh mẽ uy quyền và trông thấy tất cả. Người để mắt nhìn xem những ai kính trọng người và biết rõ tất cả những gì người ta thực hiện. Người không truyền cho ai ăn ở chất đức, cũng không cho phép ai phạm tội. Đó là lời Chúa. Anh em nghe luật dạy người xưa, còn thầy bảo cho anh em biết. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lời Chúa trong thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, điều chúng tôi giảng dạy cho các tín hữu trưởng thành là một lễ khôn ngoan, nhưng không phải là lễ khôn ngoan của thế gian, cũng không phải của các thủ lãnh thế gian này, là những kẻ sớm muộn gì cũng phải tiền vong. Trái lại, chúng tôi giảng dạy lễ khôn ngoan nhiệm màu của Thiên Chúa đã được giữ bí mật, lễ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã kiềm định từ trước muôn đời.